clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Cơ hội dành riêng cho chủ sở hữu VF5 bay thẳng tới Thái diện kiến em gái quốc dân Kim Do Jung. Chỉ còn 5 ngày nữa, VinFast sẽ cùng em gái quốc dân Kim Do Jung tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ tại fan meeting của cô tại Thái Lan. Hòa chung với bầu không khí đầy phấn khởi này, cộng đồng VinFast toàn cầu xin dành tặng 3 cặp vé fan meeting trong ngày 29 tháng 6 cũng như chi trả toàn bộ chi phí vé máy bay và khách sạn tại Thái Lan cho 3 khách hàng có lượt tương tác cao nhất với các bài viết được đăng tải trên trang cá nhân. Ngoài ra, 3 chủ sở hữu xe VF5 Plus may mắn nhất sẽ có cơ hội nhận được bí mật cực kỳ đặc biệt đến từ VinFast và Kim Do Jung. Thể lệ, like bài post này và share về trang cá nhân của bạn ở chế độ công khai để nhận được cặp vé may mắn tham gia fan meeting đối với bài chia sẻ nhận được nhiều lượt tương tác nhất. Đồng thời gắn các hashtag VinFast, VF5 Plus, KYG, Kim Do Jung. Từ VinFast, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.